Bí quyết hold coin dài hạn đạt được lợi nhuận cao. Trong thế giới tiền điện tử đang phát triển với tốc độ chóng mặt, việc hold coin dài đã trở thành một phần chiến lược đầu tư phổ biến và được nhiều người quan tâm. Vậy điều gì khiến hold coin dài hạn trở nên hấp dẫn như vậy? Tại sao nhiều nhà đầu tư quan tâm đến việc giữ coin dài hạn thay vì tham gia vào các giao dịch ngắn hạn? Hãy tìm đáp án cho các câu hỏi này ở trong video ngày hôm nay nhé. Vào trading. Hold coin dài hạn đơn giản là việc bạn mua một loại tiền điện tử và giữ nó ở trong ví của mình mà không bán đi trong một khoảng thời gian dài, thường từ vài tháng đến nhiều năm. Nó khác với các giao dịch ngắn hạn hay lướt sóng, trong đó các nhà đầu tư thường mua và bán tiền điện tử trong khoảng thời gian ngắn như vài giờ, vài ngày hay vài tuần để thu được lợi nhuận nhanh chóng. Mục đích chính của việc hold coin dài hạn thường vì lý do các nhà đầu tư có niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của các loại tiền điện tử đó. Họ tin vào công nghệ, cơ sở hạ tầng, cộng đồng hoặc các yếu tố khác có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đồng coin đó tăng trưởng trong tương lai. Họ kiên nhẫn chờ đợi và tin rằng giá đồng coin sẽ tăng lên theo thời gian và mang lại món lời khủng khi họ nắm giữ trong thời gian dài. Hold coin dài hạn tuy hơi mất thời gian nhưng ưu điểm của nó mang lại cho bạn rất lớn. Bạn có thể thu được lợi nhuận cao nếu bạn chọn đúng dự án và dự án đó có nhiều sự đột phá trong thời gian bạn hold. Một lợi ích khác nữa của việc hold coin dài hạn là tránh được sự dao động và biến động giá ngắn hạn của thị trường. Thay vì lo lắng về các biến động của thị trường và các yếu tố tác động khác trong ngắn hạn, thì nhà đầu tư có thể tập trung vào các yếu tố tiềm năng của dự án. Tuy nhiên, việc đầu tư vào hold coin dài hạn cũng có nhược điểm của nó. Mặc dù có tiềm năng lớn, việc đầu tư vào hold coin dài hạn vẫn mang lại một mức độ rủi ro không nhỏ và yêu cầu sự kiên nhẫn và khả năng đánh giá rủi ro của người đầu tư. Tiếp nối video này, mình sẽ đem đến cho các bạn một số cách hold coin dài hạn. Hãy xem tiếp video để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào nhé. Trên con đường phát triển không ngừng của thế giới tiền điện tử, số lượng dự án coin cũng dần xuất hiện nhiều hơn nên việc hold coin lâu dài cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, việc tìm hiểu về cách hold coin an toàn là điều rất cần thiết đối với các holder. Để hold coin dài hạn an toàn thì các bạn nên tuân thủ hai bước sau. Bước 1, chọn dự án uy tín. Khi bắt đầu xem xét một dự án để hold dài hạn, việc lựa chọn dự án kỹ lưỡng là điều không thể thiếu. Bạn cần phải xem xét một loạt các yếu tố để đảm bảo rằng quyết định của mình là đúng đắn. Trước hết là việc nghiên cứu về dự án. Bạn cần phải tìm hiểu sâu về mục tiêu của dự án, công nghệ mà họ áp dụng và cách mà nhóm phát triển hoạt động. Bạn có thể nghiên cứu những thông tin này khi kiểm tra các nền tảng xã hội của dự án, đọc white paper, theo dõi roadmap và khám phá các ứng dụng thực tế của dự án. Tiếp theo, kiểm tra đội ngũ phát triển của dự án. Kinh nghiệm và tầm nhìn của đội ngũ là yếu tố then chốt. Các dự án do các đội ngũ giàu kinh nghiệm, có thành tích ở trong lĩnh vực blockchain và có khả năng thực hiện các dự án lớn thường sẽ giúp dự án phát triển mạnh ở trong tương lai. Cộng đồng xung quanh dự án cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Một cộng đồng lớn và tích cực thường là dấu hiệu tốt cho một dự án tiềm năng. Bạn có thể tham gia các diễn đàn, nhóm Telegram, X, YouTube, Facebook, Instagram để đánh giá sức mạnh của cộng đồng này. Đánh giá công nghệ đằng sau dự án cũng là một bước quan trọng. Các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế thường có tiềm năng lớn và thu hút được sự tin tưởng từ nhiều nhà đầu tư. Ngoài ra, bạn cũng cần xem xét về yếu tố luật pháp của dự án. Một dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật thì sẽ tránh được các vấn đề về pháp lý và tiêu cực từ cộng đồng crypto. Về mặt tài chính, việc xem xét về số tiền mà dự án được tài trợ và cách dự án quản lý tài chính của mình cũng quan trọng. Một dự án có nguồn tài chính ổn định và cách quản lý tài chính hiệu quả thường có tiềm năng lâu dài. Yếu tố quan trọng cuối cùng là tính thanh khoản. Một coin có thể dễ dàng trao đổi và thanh khoản cao có thể thuận lợi cho giao dịch mua bán của nhà đầu tư. Lưu ý rằng việc chọn dự án coin để hold, đánh giá tiềm năng của một dự án coin là một quá trình liên tục và đôi khi có thể phụ thuộc vào sự thay đổi của nhiều yếu tố liên quan. Hãy đảm bảo bạn thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ dự án coin nào nhé. Bước thứ hai là chọn nơi an toàn để lưu trữ coin. Việc hold coin dài hạn đồng nghĩa với việc bạn sẽ nắm giữ đồng coin trong thời gian dài. Do đó, việc lưu trữ coin một cách an toàn là điều cần thiết đối với nhà đầu tư. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ hiện nay, có nhiều cách mà kẻ xấu có thể đánh cắp tài sản của bạn. Để đảm bảo an toàn cho việc lưu trữ coin, việc chọn phương pháp lưu trữ phù hợp là điều rất quan trọng. Mỗi phương pháp có ưu điểm và nhược điểm riêng và việc hiểu rõ về chúng sẽ giúp bạn quyết định được phương pháp nào phù hợp nhất với nhu cầu và mức độ bảo mật mong muốn của bạn. Lưu trữ bằng ví cứng hay còn gọi là ví lạnh là một trong những phương pháp lưu trữ coin khá an toàn. Ví cứng thường được coi là sự lựa chọn lý tưởng cho những người muốn bảo vệ tài sản crypto của mình một cách tốt nhất. Loại ví này hoạt động offline và yêu cầu người dùng xác nhận mỗi giao dịch trước khi thực hiện, giúp ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công mạng. Một số loại ví cứng tốt mà bạn có thể tham khảo như là Ledger Nano X, Trezor, SEPA S1. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một giải pháp linh hoạt hơn và dễ sử dụng hơn, ví mềm có thể là một sự lựa chọn phù hợp. Đối với ví mềm, bạn có thể chọn từ nhiều loại phần mềm được cung cấp trên nhiều nền tảng khác nhau như là máy tính cá nhân, điện thoại di động hoặc thậm chí là trên duyệt web. Ví dụ, Electrum là một ví phần mềm phổ biến dành cho Bitcoin, trong khi Trust Wallet là một lựa chọn phổ biến cho Ethereum và các loại token ERC20. Một lưu ý mà mình muốn nhắc các bạn ở đây là tránh việc lưu trữ tài sản của bạn trên sàn giao dịch tiền điện tử. Đây thường là mục tiêu hàng đầu của các hacker và việc giữ tài sản của bạn ở trên đó có thể tạo ra rủi ro cho sự an toàn của bạn. Việc chọn phương pháp lưu trữ coin phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải tuân thủ các biện pháp bảo mật cơ bản
và chọn một phương pháp mà bạn tin tưởng vào tính bảo mật của nó. Nhìn chung thì mỗi nhà đầu tư sẽ có một cách lựa chọn dự án và nơi lưu trữ phù hợp nhất với họ. Dù chọn cách nào hay coin nào thì các bạn cũng nên cẩn thận nghiên cứu và tìm hiểu kỹ để tránh mất tài sản. Tuy nhiên, ngoài việc lựa chọn coin và nơi lưu trữ thì chiến thuật để giao dịch hiệu quả cũng khá quan trọng để giúp bạn thu được lợi nhuận cao. Xem ngay phần tiếp theo để biết các chiến thuật tối ưu hóa lợi nhuận nhé. Nghe đến hold coin dài hạn, có thể nhiều người sẽ nghĩ rất đơn giản, chỉ cần mua và giữ trong thời gian dài là được. Về lý thuyết là đúng như vậy, nhưng thực tế thì khác hẳn. Mục đích chính của hold coin dài hạn là thu được nhiều lợi nhuận, nên trong khi hold coin thì các bạn nên tận dụng nhiều chiến lược để thu được lợi nhuận tối đa nhất nhé. Một trong những chiến lược đầu tiên mà bạn có thể áp dụng là mua và giữ, một phương pháp đơn giản và phổ biến nhất trong thế giới tiền điện tử. Với phương pháp này, bạn sẽ mua một số lượng coin và giữ chúng trong một khoảng thời gian dài với mục tiêu là tận hưởng lợi ích từ sự tăng giá của coin theo thời gian. Việc quan trọng là lựa chọn đúng đồng coin tiềm năng mà bạn tin rằng giá sẽ tăng trong 1, 2 hoặc nhiều năm tới. Sau đó, bạn cần kiên nhẫn đợi đến khi đạt được mục tiêu và bán ra đúng thời điểm. Trong suốt quá trình nắm giữ, thị trường tiền điện tử có thể trải qua nhiều biến động và bạn có thể nghe được các tin tức tích cực hoặc tiêu cực về coin đó. Tuy nhiên, bạn cần duy trì sự tỉnh táo và kiên định, không để những tin đồn hoặc sự lo sợ ngắn hạn làm mất đi cơ hội lợi nhuận lâu dài. Chiến lược thứ hai là staking, một cách stake coin vào mạng lưới blockchain để hỗ trợ các hoạt động và bảo vệ mạng. Thay vì chỉ mong đợi vào lợi nhuận khi giá coin tăng lên, bạn có thể nhận được một phần lợi tức đáng kể từ việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể ở trên mạng lưới. Điều này tạo ra một động lực mạnh mẽ cho các nhà đầu tư tham gia vào staking và giữ coin trong thời gian dài. Nếu coin bạn giữ hỗ trợ staking, bạn có thể cân nhắc việc staking để kiếm lợi nhuận nhé. Một chiến lược hấp dẫn khác là farming, một quá trình mà người dùng giữ coin trong một khoảng thời gian để nhận phần thưởng hoặc lợi suất. Tham gia vào các nền tảng DeFi, nhà đầu tư sẽ cung cấp thanh khoản cho các giao dịch và nhận lại được token thưởng. Mặc dù mang lại lợi nhuận cao hơn so với staking, nhưng farming lại có mức độ rủi ro cao hơn về bảo mật và thị trường. Do đó, nếu quyết định tham gia hình thức này thì bạn cần phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi bắt đầu. Chiến lược tiếp theo là DCA, viết tắt của Dollar Cost Averaging. Đây là một chiến lược đầu tư, trong đó bạn đầu tư một số tiền cố định vào một loại tài sản trong các khoảng thời gian cố định, thay vì đầu tư một lượng lớn tiền vào một thời điểm duy nhất. Hiểu đơn giản là mỗi tuần hoặc mỗi tháng bạn sẽ mua một lượng coin nhất định mà không cần phải quan tâm tới giá coin đó biến động như thế nào. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro của việc đầu tư một lượng lớn tiền vào một thời điểm cụ thể, vì bạn sẽ mua được nhiều coin hơn khi giá thấp và ít hơn khi giá cao. Nó giúp cân bằng giá trị trung bình của tài sản trong thời gian dài. Ví dụ, bạn có thể dùng 5.000 đô để mua Bitcoin và chia nhỏ thành 4 lần mua khác nhau. Lần 1 bạn mua Bitcoin khi giá đang là 50.000 đô, lần 2 là khi giá 45.000 đô, lần 3 khi giá đang là 40.000 đô và lần 4 khi giá đang là 35.000 đô. Khi đó, giá trung bình của Bitcoin sau 4 lần mua sẽ là 42.500 đô. Nhìn chung thì DCA thường được coi là một cách đầu tư bền vững và an toàn ở trong thị trường tiền điện tử, giúp người dùng giảm thiểu các tác động của biến động giá và xây dựng lợi nhuận dài hạn từ việc giữ coin. Chiến lược cuối cùng là mua thêm khi giá giảm. Đây là một phương pháp đầu tư, trong đó bạn tận dụng các thời điểm giảm giá để mua thêm coin bạn đang hold. Thường thì giá coin sẽ giảm khi có sự sụt giảm ở trên thị trường hoặc do các yếu tố khác. Việc mua thêm coin trong thời gian giảm giá có thể giúp các bạn giảm rủi ro và tăng lợi nhuận trong tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc này cũng phải cần được thực hiện một cách cẩn thận và dựa trên các nghiên cứu tỉ mỉ về thị trường và dự báo giá. Sau khi áp dụng các chiến lược hold coin dài hạn, điều quan trọng là duy trì sự kiên nhẫn và kiên định. Đôi khi thị trường có thể biến động mạnh mẽ, nhưng việc giữ vững niềm tin vào chiến lược và nắm bắt thông tin thị trường là chìa khóa cho sự thành công. Hãy đầu tư một cách thông minh, chỉ sử dụng số tiền mà bạn có thể chịu đựng được mức độ rủi ro. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng thị trường tiền điện tử biến động rất mạnh và thường xuyên. Do đó, ngoài việc hiểu các chiến lược hold coin dài hạn, bạn cũng cần nhận biết rõ những rủi ro có thể phát sinh khi thực hiện chiến lược này. Hãy cùng khám phá các rủi ro này ở trong phần tiếp theo của video để có cái nhìn toàn diện và chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp nhé. Hold coin dài hạn có vẻ là một lựa chọn an toàn và ít rủi ro, nhưng thực tế không phải lúc nào hold cũng đem lại sự ổn định. Dưới đây là một số rủi ro mà những người giữ coin dài hạn có thể phải đối mặt. Thứ nhất, tâm lý chính là yếu tố hàng đầu dẫn đến thất bại trong chiến lược hold coin dài hạn. Sự lo lắng và FOMO thường khiến chúng ta đưa ra những quyết định mua bán không đúng lúc và đúng giá. Điều này làm suy giảm lợi nhuận trong tương lai. Thứ hai là biến động giá cả. Thị trường tiền điện tử có thể thay đổi rất nhanh. Với sự biến động lớn của giá cả ở trong thời gian ngắn, giá của một loại coin có thể tăng hoặc giảm một cách đột ngột, ảnh hưởng lớn đến giá trị của tài sản. Thứ ba là rủi ro về mất tài sản. Tiền điện tử có thể bị mất hoặc đánh cắp do các lỗ hổng bảo mật ở trong các ví lưu trữ hoặc các sàn giao dịch không đáng tin cậy nếu người dùng không thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết. Thứ tư là rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng hoặc trao đổi coin. Một số quốc gia có thể áp đặt các quy định mới về tiền điện tử hoặc cấm hoặc hạn chế sử dụng chúng. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng hoặc trao đổi coin một cách tự do. Thứ năm, các vấn đề về công nghệ cũng là một nguy cơ đáng lo ngại. Các dự án tiền điện tử có thể gặp phải vấn đề về kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc những vấn đề bảo mật không được phát hiện. Điều này có thể dẫn đến mất mát tài sản hoặc ảnh hưởng đến tính chất hoạt động của dự án. Và cuối cùng, sự cạnh tranh của các dự án mới cũng có thể làm giảm giá trị của các loại coin hiện có. Các dự án mới cùng với công nghệ mới có thể xuất hiện, làm thay đổi cách tiền điện tử hoạt động và tạo ra sự cạnh tranh mới.
Điều này có thể làm giảm giá trị của các loại tiền điện tử sử dụng công nghệ cũ. Để giảm thiểu các rủi ro này, người giữ coin dài hạn cần thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư, duy trì các biện pháp bảo mật an toàn và theo dõi sát sao sự phát triển dự án trên thị trường. Thị trường tiền điện tử đang ngày càng phát triển với hàng trăm hàng ngàn dự án mới xuất hiện. Trong bối cảnh này, việc tìm hiểu và lựa chọn những đồng coin phù hợp để giữ dài hạn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy cùng tìm hiểu về một số đồng coin tốt và có tiềm năng để giữ ở trong danh mục đầu tư của bạn ngay bây giờ nhé. Nhắc đến coin có thể hold dài hạn thì chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua ông trùm của thị trường tiền điện tử, Bitcoin. Với sự phổ biến và uy tín của mình, Bitcoin được xem như là một nơi lưu trữ giá trị an toàn, giống như vàng trong thế giới truyền thống. Sự khan hiếm và tính phi tập trung của nó đã giúp nó giữ vững giá trị qua thời gian và việc nắm giữ Bitcoin dài hạn có thể mang lại lợi nhuận ổn định và bền vững. Coin thứ hai là Ethereum, một nền tảng đột phá được giới thiệu bởi Vitalik Buterin vào năm 2015. Khác với Bitcoin, Ethereum vượt xa khái niệm về tiền tệ. Nó tượng trưng cho một cơ sở hạ tầng blockchain toàn diện cho các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh. Ethereum là nền tảng cho sự sáng tạo phi tập trung, từ các DApps cho đến hệ sinh thái trò chơi số. Coin thứ ba là BNB, đồng tiền gốc của sàn giao dịch nổi tiếng Binance. BNB không chỉ giảm chi phí giao dịch mà còn tạo điều kiện cho việc tham gia vào các dự án ở trên Binance Smart Chain. Việc giữ BNB cũng mang lại lợi ích trong việc tham gia vào các sự kiện và ưu đãi của Binance. Coin thứ tư là XRP, tài sản số điện tử đang làm nên sức mạnh của mạng lưới thanh toán toàn cầu của Ripple. Thiết kế để tăng cường hiệu suất và giảm chi phí của các giao dịch xuyên biên giới, XRP đang dần chứng minh được tiềm năng của công nghệ blockchain trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Coin thứ năm là Cardano, nền tảng blockchain được xây dựng trên các nguyên tắc về an ninh và bền vững, hứa hẹn đổi mới nhiều ở trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Cardano đang dần khẳng định được vị thế của mình. Việc giữ ADA của Cardano có thể mở ra cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư. Coin thứ sáu là Arbitrum, là một trong những layer 2 hot của Ethereum, giúp giải quyết các vấn đề về chi phí và tốc độ giao dịch ở trên Ethereum. Việc hold token ARB của Arbitrum có thể mang lại lợi ích từ việc sử dụng nền tảng này và đóng góp vào việc phát triển của hệ sinh thái Ethereum. Coin thứ bảy là Chainlink, là một dự án cung cấp dịch vụ Oracle cho các hợp đồng thông minh, cho phép chúng tương tác với các dữ liệu ở bên ngoài blockchain. Việc giữ link có thể mang lại lợi nhuận từ việc tham gia vào mạng lưới cung cấp dữ liệu và dịch vụ của Chainlink. Coin thứ 8 là Optimism, là một nền tảng layer 2 cho Ethereum nhằm tăng cường hiệu suất và giảm chi phí của các giao dịch ở trên mạng Ethereum. Việc giữ token của Optimism trong thời gian dài có thể giúp bạn thu được nhiều lợi ích ở trong tương lai. Coin thứ 9 là Litecoin, được tạo ra bởi Jack Lely vào năm 2011 và được xem là một phiên bản cải tiến của Bitcoin với thời gian xác nhận giao dịch nhanh và chi phí thấp hơn. Việc giữ Litecoin có thể mang lợi ích từ việc sử dụng nó làm phương tiện thanh toán và đầu tư. Cuối cùng là Sui Network. Đây là dự án blockchain tạo ra nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung với tính bảo mật cao và khả năng mở rộng linh hoạt. Dự án Sui có nhiều tiềm năng phát triển và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng và các nhà đầu tư lớn, nên việc nắm giữ Sui trong dài hạn cũng giúp bạn thu được lợi nhuận lớn ở trong tương lai. Tóm lại, việc lựa chọn các đồng coin dài hạn để nắm giữ không chỉ là việc đầu tư mà còn là việc tin tưởng vào tiềm năng của công nghệ blockchain và thị trường tiền điện tử. Bằng sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn, bạn có thể đạt được những lợi ích đáng kể từ việc đầu tư vào những đồng coin này. Ngoài những đồng coin mà mình đã phân tích ở trên, thì còn rất nhiều đồng coin khác có tiềm năng tăng trưởng và phát triển. Kênh YouTube của bên mình cũng thường xuyên đăng tải về các video top những đồng coin có tiềm năng tăng trưởng. Nếu bạn quan tâm và muốn mở rộng thêm danh mục đầu tư của mình, thì hãy đăng ký kênh Farm Trading để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về các đồng coin nhé. Ngoài ra, nếu các bạn quan tâm đến những biến động của thị trường crypto và cũng muốn chia sẻ các kiến thức, thảo luận về các vấn đề về kinh tế cũng như các tín hiệu giao dịch ngắn hạn và dài hạn, hãy tham gia các nhóm của Farm Trading trên Telegram để cùng nhau giao lưu, chia sẻ và học hỏi để trở thành những trader thành công nhé. Xem đến đây thì chắc hẳn bạn cũng biết được cách hold coin dài hạn cũng như cách tìm coin để hold rồi nhỉ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc quan tâm đến đồng coin tiềm năng nào thì hãy comment ở bên dưới video này. Admin sẽ giải đáp hết tất cả các câu hỏi của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hãy ủng hộ video này một like nếu nó hữu ích với các bạn. Đừng quên đăng ký kênh Farm Trading để xem thêm nhiều video hấp dẫn khác nhé.